Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Siêu mẫu thực sự luôn á, ốm mà ốm như vậy là không cân nha, ốm quá luôn rồi, như vậy là không cân luôn á, nghe em bé gì như nít à, rồi Khánh là tưởng chừng như là không hề xuống được luôn á, mà ngon lành vậy nè, wow, em phải cảm ơn chương trình này rất là nhiều đấy, rồi xuống lọc đâu, xuống lọc đâu hay lắm, có con xuống nhiều này hay rõ. Đó, nói chung là ngang tài, ngang sức, ngang trọng lượng. Bây giờ còn có việc mà không biết mọi người giảm cân dưỡng cách nào nữa, bây giờ những người này không nên giảm nữa nè. Đó, lọc lượng là không nên giảm nữa, giờ quá gầy là nhìn ghê rồi. Đó, là dựa vào yếu tố bài thi thôi, khả năng nhảy múa và cái biểu cảm của mình như nào được xuất sắc để thuyết phục giám khảo cho điểm cao. Còn bạn nghĩ rằng là thứ này là ai cũng sẵn sàng đánh đổi với mọi thứ để có thể là đạt được chỉ tiêu giảm cân cao nhất, tốt nhất. Gần đến lúc chót thì mình nghĩ là sức phấn đấu nó sẽ rất cao. Hello, thì hôm nay mình quay tập top 4 và sau cái tập này mình sẽ quyết định và biết ai là top 3 bước nhảy ngàn cân mùa 2. John Wee cũng thấy hôm nay sẽ rất là thú vị và mình rất thích bốn bạn, rất thích bốn bạn thí sinh. Nhưng mình có một cái lời khuyên cho ba bạn rất là may mắn sẽ được vào vòng chung kết luôn. Các bạn phải rất là chuẩn bị kỹ cái tâm lý của mình và nhớ nha, sức khỏe là rất tốt và tất cả mọi người làm tốt từ đầu đến giờ trong chương trình, ai cũng xuống ký rất là nhiều và làm nhiều rất tốt và làm nhiều bài hay, nhưng mà đây là cái chung kết để quyết định ai là quán quân của mình, thì nhớ nha, bình tĩnh. Tất cả mọi thứ mình cần bài tốt nè, khí thuật, giải trí, mình phải diễn, mình phải có tất cả mấy cái đó, thì nhớ đem theo trong cái ngày cuối cùng của bước nhảy ngàn cân 1, 2. Đây là lần thứ 2 cảm ơn được quay lại thành ghế tạo khách mời để chương trình bước nhảy ngàn cân. Thực sự là mình rất là hào hứng vì không biết là sau mùa đấy tuần tất cả các thí sinh sẽ trưởng thành như thế nào và đặc biệt thay đổi ngoại hình của mình như thế nào, và phần mình cũng đang trông chờ rằng tất cả các thí sinh trong buổi tối hôm nay sẽ tỏa sáng, thay đổi mình như có những bước chuyển biến để lợi ích mọi người.
Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Don't you wanna stay?